Lễ khởi động xây dựng hai dự án cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và kho xăng dầu ngoại quan tại Phú Quốc là bước đi đầu tiên trong chuỗi phát triển các mỏ khí Lô B và 52/97, hay còn gọi là dự án khí Tây Nam Bộ, ngoài khơi thềm lục địa phía Tây Nam Việt Nam, cách đảo Phú Quốc 210 km về phía Tây Nam. Kho ngoại quan dự trữ xăng dầu quốc gia do PV Oil đầu tư sẽ có diện tích sử dụng 35,16 ha mặt đất và 60 ha mặt nước với tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn. Còn dự án căn cứ cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp của PTSC đi vào hoạt động sẽ phục vụ kịp thời cho dự án phát triển và khai thác mỏ khí từ Lô B và 48/95. 52/97, các mỏ dầu khí trong khu vực kết hợp khai thác hàng hóa phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế và xã hội của huyện đảo Phú Quốc nói riêng và khu vực nói chung.